Xin chào mọi người đã quay trở lại channel của Mobi City. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thông tin rò rỉ mới nhất về chiếc điện thoại Honor X60 Pro. Vào ngày 16 tháng 10, Honor sẽ công bố dòng điện thoại thông minh của mình là Honor X60 Series. Dòng sản phẩm này có hai mẫu là X60 và X60 Pro. Theo thông tin rò rỉ, Honor X60 Pro sẽ có màn hình AMOLED cong 6.78 inch với độ phân giải 1.5K. Mặc dù không được đề cập trong rò rỉ, nhưng nó có thể hỗ trợ với tần số quét lên tới 120Hz. Bên trong, Honor X60 Pro sẽ có chipset là Snapdragon 6 Gen 1, cũng là chipset được trang bị cho Honor X50 vào năm ngoái. Honor đã xác nhận rằng X60 Pro sẽ có nhiều cấu hình khác nhau, chẳng hạn như RAM 8GB cùng bộ nhớ trong lên tới 128GB. Và trong số này, chỉ có phiên bản 512GB là hỗ trợ dịch vụ SMS. Một trong những điểm nổi bật chính của Honor X60 Pro là nó được trang bị pin lớn lên tới 6600mAh, nhiều hơn 800mAh so với X50. Và rất may, thiết bị này sẽ được hỗ trợ sạc nhanh 66W. Mặc dù tăng kích thước pin, nhưng thiết bị sẽ có cấu hình mỏng và chỉ có 7.98mm. Nó sẽ có kích thước 162.8 x 75.5 và nặng khoảng 188g. Và hiện tại, vẫn chưa có thông tin về giá của thiết bị. Thiết bị sẽ có 4 màu, bao gồm đen, xám, cam, thay da trời. Honor được cho là đã thực hiện một số thay đổi trong việc định vị sản phẩm của X60 Series. Để nhớ lại, X50 và X50 Pro lần lượt được trang bị chipset Snapdragon 6 Gen 1 và Snapdragon 8 Plus Gen 1. X60 chạy Snapdragon 6 Gen 1 hiện đã kế nhiệm X50, và X60 Pro với Dimensity 7225 sẽ được định vị thấp hơn nữa. Ngoài ra, công ty có thể phát hành Honor X60 GT như một sản phẩm kế nhiệm cho X50 Pro và X50 GT từ năm ngoái. Và video cập nhật tình hình những thông tin mới nhất về chiếc điện thoại Honor X60 Pro của mình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, hãy cho một like và một subscribe nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.